Xin chào tất cả quý vị, Hải Sơn đang đứng tại khu trưng bày các sản phẩm JBL chính hãng tại phòng nghe lớn của Thiên Hà Audio. Và chúng ta sẽ đến với một góc nhỏ nhưng cũng không kém phần thú vị, đó là góc trưng bày những sản phẩm loa để bàn all-in-one. Một cái giải pháp rất là hay dành cho những phòng nhì, những phòng nghe phụ. Và hôm nay thì chúng ta lại gặp Khang là đại diện kỹ thuật của bên Phúc Giang, công ty phân phối các sản phẩm của JBL. Và hôm nay thì Khang sẽ giúp Sơn tìm hiểu về thông tin về những cái sản phẩm này và chia sẻ tới cho tất cả quý vị đang xem. Ok, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh của Thiên Hà Audio. Thì đầu tiên cái thông tin mà Khang muốn chia sẻ cho các bạn thì đây là một cái hệ thống nghe nhạc all-in-one. Tức là chúng ta sẽ có đầy đủ hết một hệ nghe stereo hai bên, trái và phải trong một cái hình dáng nhỏ gọn như thế này. Và về công suất đi, thì Khang muốn chia sẻ một xíu. Thì về công suất của các dòng sản phẩm thì với L75MS chúng ta sẽ có công suất là 350W. Và với L42MS chúng ta sẽ có một công suất là 200W. Và cả hai đều sử dụng là Amplify Class D. Cái mà đập vào mắt Hải Sơn đó là cái thiết kế mang phong cách hoài cổ. Đó là cái mặt E-căng quad rack đặc trưng. Yes. Có lẽ đây là đặc điểm nhận dạng rồi. Khi nhìn thấy E-căng này, không có gì khác, chính là thương hiệu JBL. Và hai cái loa này nó có chung cái hình dáng. Có thể thấy rằng L75MS là model ra trước, có hình dáng to lớn hơn. Có lẽ theo Hải Sơn phỏng đoán nó sẽ phù hợp với những phòng lớn hơn đúng không? Và phải có một cái kệ tương đối lớn. Thế còn những audio file mà có không gian hạn chế hơn hoặc là cái kệ máy nó nhỏ thì có lẽ là chúng ta sẽ cân nhắc tới L42MS đúng không? Vậy thì trong những sản phẩm này có những cái công nghệ nào đặc biệt mà Khang có thể chia sẻ cho Sơn? Rồi, đầu tiên thì Khang cũng muốn có một cái câu hỏi đố vui nhỏ thôi. Thì với cái hình dáng, cái kiểu nó tương đối giống cái giọng họng kèn này á, thì Hải Sơn cảm thấy nó giống cái dòng sản phẩm nào trước đây của thương hiệu JBL không? Khi mà nhìn những cái mẫu loa mà cong cong như thế này thì Hải Sơn nghĩ tới là nó đã JBL. Từ thời đầu của JBL đã có một cái mẫu loa là Paragon. Cái mẫu loa nó rất giống một cái tủ. Và nó được làm dài mà lại cong sang hai bên. Thì đấy là một cái hình dáng mà đến nay thì cũng chưa bắt gặp ở tất cả những cái mẫu loa khác. Và những ai mà là fan giới mộ điệu của JBL thì có lẽ sẽ cảm thấy rất là vui và gần gũi thân quen khi bắt gặp lại cái phong cách thiết kế đó nhưng lại trên những sản phẩm công nghệ để bàn. Ok, rồi thì chính xác. Thì đây là như Hải Sơn thấy đó, thì chúng ta sẽ có một cái hình dáng nó họng kèn để cho ra được cái góc phóng, cái góc phủ âm nó rất là rộng. Thì một cái điều cũng rất là hay mà Khang muốn chia sẻ cho tất cả các bạn là fan của JBL về dòng sản phẩm này, thì chiếc JBL L Classic Series này với cái hình dáng là All-in-One Music System thì là được một cái người Mỹ gốc Việt là chef về engineering, tức là chế tạo ra và sáng chế cái dòng sản phẩm này, có tên là An Nguyễn. Thì cái người thiết kế này, anh ấy đã cho ra đời được một cái dòng sản phẩm với cái cấu trúc thiết kế nó nhỏ gọn như thế này, nhưng ở bên trong là những cái cấu trúc loa hoàn toàn riêng biệt. Tức là như các bạn thấy với L42MS thì chúng ta sẽ có một cụm loa trái và một cụm loa phải. Thì ở bên trong nó chúng ta sẽ có hai cái chamber khác nhau, tức là chúng ta sẽ có một thùng loa trái và một thùng loa phải. Với L75MS thì sẽ cái khả năng tái tạo nó lên tới 3 phòng. Tức là chúng ta sẽ có một cụm loa trái, một cụm loa phải và cả một cụm loa center để bù tiếng cho hệ thống center. Thì đó là một vài cái thông tin rất là thú vị để cho những cái chiếc loa này có cái độ phủ âm thanh nó rộng hơn so với những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được tại cái hình dáng nhỏ gọn của cái dòng sản phẩm. Và có một cái rất là hay khi trải nghiệm những sản phẩm này thì Hải Sơn đã nghe cái model L75MS này. Thì phải nói là đây là một cái loa để bàn nhưng có hiệu ứng âm thanh stereo đích thực. Đây là điều mà không dễ trên những cái loa mà dạng nhỏ. Thì khi chúng ta ngồi ra xa xa thì chúng ta có thể cảm nhận âm thanh nó tách biệt trái phải, cảm giác được. Và khi đi lại trong phòng bằng một cách nào đấy rất thú vị, đó là nghe cảm giác âm thanh rất là đồng nhất. Thì không biết là có một cái điều gì bí ẩn ở đây không nhỉ? Ok, đó là đúng chính xác là Hải Sơn đã có một cái cảm nhận đến từ một người nghe, một người rất là nghe rất là nhiều những cái dòng sản phẩm. Và chính xác với cái việc mà theo thông thường mà các nhà audio engineer hay là các anh em mà kỹ thuật đó, khi mà nhìn thấy cái cấu trúc này thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ là hai cái dòng sản phẩm này nó sẽ bị triệt tiêu âm thanh ở giữa, nó gọi là xuyên âm, nhiễu xuyên âm. Thì với cái công nghệ của JBL và cũng đã được cấp bằng sáng chế, nó sẽ có cái tên hơi kêu một tí là kiểu constant field sound field, tức là trường âm bất biến. Tức là với cái công nghệ này nó sẽ chỉnh một cái hệ delay cho comb filter cho một trong hai cái củ loa để khiến cho cái loa sau nó sẽ nghịch pha so với loa còn lại, để cho khi mà hai cái loa nó gặp nhau ở vị trí xuyên âm nó sẽ bù trừ lẫn nhau và chúng ta sẽ có một cái vùng âm rộng hơn.
Như Hải Sơn nói thì chắc hẳn là thông thường với những cái góc loa như thế này, khi chúng ta đặt cạnh thì chúng ta sẽ có phần âm tại vị trí trung tâm nghe rất hay, nhưng lệch qua 30 độ có thể vẫn hay, nhưng 60 độ thì sẽ dở, sẽ cái trải nghiệm của những người nghe ngồi kế nhau sẽ bị hao hụt. Nhưng với cái dòng loa L42MS và L75MS thì sẽ cho ra được một cái khả năng phủ âm và cái việc trải nghiệm âm thanh của tất cả mọi người gần như là đồng nhất. Đó là những gì mà Khang có thể nói về cái công nghệ trên rất là hay CD. Như vậy chúng ta thực sự là có một hệ thống âm thanh stereo nhưng mà nó lại rất là gọn và nó sẽ thích hợp cho những gian phòng có lẽ khoảng tầm dưới 30m2, cho những cái mẫu loa từ lớn cho đến khoảng 20m2 đổ xuống cho những mẫu nhỏ hơn như thế này. Và chúng ta có thể chơi nhạc không dây đúng không? Chúng ta có thể qua Bluetooth này. Chúng ta có thể stream qua Wi-Fi. Cũng được. Wi-Fi. Như vậy là đây là những cái giải pháp rất là hay dành cho những ai muốn có thêm một cái hệ thống phụ đấy, để nghe trong những cái phòng nghe phụ, hoặc là chúng ta có thể để nó ở một cái góc nhà ấy và cho âm thanh rất là lan tỏa đúng không? Và đó là những thông tin mà Hải Sơn cùng với cả Khang muốn chia sẻ đến cho tất cả quý vị. Quý vị hãy tới AV Show Hà Nội 2023, gian phòng của Thiên Hào Audio. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.